Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, thầy giáo sẽ chữa cho các bạn cái đề học sinh giỏi của tỉnh Nam Định năm học 21-22. Nói là chữa đề nhưng mà tuy nhiên là cũng có câu làm được, có câu không làm được. Thì thầy giáo xem có những câu nào làm được thì thầy giáo sẽ chia sẻ với các bạn. Thế còn những câu nào mà thầy giáo cũng bí mà không làm được thì chúng ta cùng nhau chia sẻ và chúng ta comment xuống cái phương án để thầy giáo có thể là suy nghĩ thêm các bạn nhé. Cái câu 1 là câu câu chuyển động cơ học. Hai bến AB nằm dọc một con sông cách nhau 12 km. Dòng nước chảy theo chiều từ A đến B với tốc độ là 10 km/h. Các cano chuyển động cùng với tốc độ là 30 km/h so với dòng nước. A nhỏ có hai cano cùng xuất phát từ hai bến A và B chuyển động ngược chiều nhau để gặp nhau. Khi gặp nhau, hai cano lập tức quay trở lại bến cũ. Tổng thời gian từ lúc xuất phát đến khi quay trở về bến cũ của hai cano lệch nhau bao nhiêu? B nhỏ, tại bến A cứ sau mỗi khoảng thời gian là 6 phút thì có một cano xuất phát đi về A thì gặp bao nhiêu cano đi từ A tới B? Đấy. Với cái câu chuyển động cơ học này thì thầy giáo lưu ý các bạn một chút. Thứ nhất, về dữ kiện thì bài toán này người ta đã cho cái dữ kiện thứ nhất đó là cái khoảng cách của hai bến sông, hay nói khác là cho quãng đường, cho vận tốc của dòng nước chảy theo chiều xuôi, các cano chuyển động cùng với tốc độ là 30 km/h. Yêu cầu thứ nhất đó là có hai cano xuất phát cùng một lúc nhé, từ hai bến A và B chuyển động ngược chiều nhau, như vậy là sẽ có một cano là chuyển động xuôi, một cano chuyển động ngược. Và khi gặp nhau thì hai cano lập tức quay trở về bến cũ. Hỏi cái tổng thời gian từ lúc xuất phát đến khi quay trở về bến cũ của hai cano là lệch nhau bao nhiêu? Với cái phần A này thì chúng ta cần phải vận dụng toàn bộ các cái dữ kiện người ta đã cho. Thứ nhất là đã cho vận tốc của dòng nước, cho vận tốc của cano so với dòng nước thì chúng ta sẽ suy được cái vận tốc của cano khi xuôi và vận tốc của cano khi ngược. Được chưa? Đấy. Và một cái dữ kiện nữa đó là hai cano cùng xuất phát nhé. Cùng xuất phát. Đấy, cùng xuất phát. Thì như vậy là khi gặp nhau thì cái khoảng thời gian của nó sẽ bằng nhau. Như vậy từ đây chúng ta lắp vào các cái khoảng thời gian thì chúng ta sẽ có hai cái khoảng thời gian khi gặp nhau là chúng sẽ bằng nhau và từ đây chúng ta sẽ suy được cái vấn đề của bài toán này. Phần A. Phần B thì thầy giáo hướng dẫn là chúng ta sẽ chia thành hai giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là chúng ta phải tính cái khoảng thời gian từ lúc cano xuất phát từ A đến B rồi nghỉ tại B. Đấy, thì trong cái khoảng thời gian vừa xuất phát từ A đến B và vừa nghỉ tại B thì sẽ có bao nhiêu cái cano xuất phát từ A? Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ phải tính một cái giai đoạn nữa đó là cái thời gian mà cano đi từ B ngược về A thì trong cái thời gian đó sẽ có bao nhiêu cái cano xuất phát ra khỏi bến A. Thì như vậy khi chúng ta tính cái khoảng thời gian mà cano ngược từ B trở về thì sẽ gặp được bao nhiêu cái cano. Rồi chúng ta sẽ phải là tính các cái trường hợp đặc biệt để chúng ta có thể là trừ bớt cano hoặc là thêm cano thì chúng ta sẽ phải làm như thế. Được chưa? Phải chia ra làm hai giai đoạn. Đối với cái bài này thì thầy giáo đã chữa chi tiết ở trên kênh Top Top của thầy. Kênh Top Top của thầy thì cũng có tên là Toán lý Trung học cơ sở. Các bạn hãy gõ từ khóa trên Top Top tìm từ khóa Toán lý Trung học cơ sở thì sẽ ra được cái kênh của thầy. Thì chúng ta sẽ xem cái câu vận tốc về học sinh giỏi của tỉnh Nam Định năm 2021-22 trên kênh Top Top của thầy. Thầy đã trình bày chi tiết rồi. Thì trong cái video này thầy giáo không trình bày nữa để cho nó đỡ mất thời gian. Thầy giáo sẽ chia sẻ các bạn câu nhiệt. Nội dung này. Một bình cách nhiệt chứa một cục nước đá ở nhiệt độ là 0 độ C, có khối lượng 200 gram. Người ta rót vào bình một lượng nước khối lượng 400 gram ở nhiệt độ 25 độ C. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4.200 joule kg trên kg nhân K. Nhiệt nóng chảy của nước đá là 3,4 nhân 10 mũ 5 joule trên kg. A nhỏ, khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của hệ là bao nhiêu? Tính tổng khối lượng nước của hệ lúc này
bỏ qua sự mất nhiệt của hệ qua môi trường trong quá trình rót nước vào bình. B nhỏ, người ta rót thêm vào bình một lượng nước ở nhiệt độ 25 độ C. Khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của hệ là 5 độ C. Tính khối lượng của nước đã rót thêm vào bình. C nhỏ, người ta cho toàn bộ nước 5 độ C ở trên vào ấm điện loại 220V gạch ngang 1200W, mắc ấm vào hiệu điện thế 220V, biết hiệu suất của ấm là 90%, tính thời gian cần để đun sôi lượng nước trong ấm. Theo thầy giáo đánh giá thì đây là một bài tập nhiệt rất là hay, rất là tổng quát, được chưa? Và thầy muốn các bạn phải nắm thật chắc cái bài này. Đây là một bài tập về nước đá, thì chúng ta luôn phải nhớ các cái phương pháp giải bài tập về nước đá, được chưa? Từ lúc ở đá đến lúc về nước 0 độ C thì như nào, rồi là cái kiến thức để khi nước đá chưa tan hết thì nhiệt độ của hệ như nào, nước đá mà tan hết thì nhiệt độ của hệ như nào, thì chúng ta phải đầy đủ các cái bước, các cái quy trình để chúng ta tránh sót. Bởi vì cái nước đá này nó không như những cái trao đổi thông thường, nó còn có một cái giai đoạn là từ đá về nước đá, được chưa? Sau đó mới từ nước đá về nước nước thường, thì chúng ta phải lưu ý cho thầy như thế. Thì với bài này thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ như sau này. Thầy cho nuôi lên đây. Bài 2 này. Phần A nhé. Ở đây người ta đang cho cục nước đá là ở nhiệt độ 0 độ C, khối lượng nước đá là 200g này. Người ta rót vào bình một lượng nước khối lượng 400g và nhiệt độ 25 độ C, cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4200, nhiệt nóng chảy của nước đá là 3400. Khi cân bằng nhiệt thì hệ nhiệt hệ là bao nhiêu? Như vậy là bài này thì muốn biết cái nhiệt độ của hệ khi cân bằng là bao nhiêu thì chúng ta phải làm rõ được một việc, đó là cục nước đá này có tan hết hay không. Nếu như không tan hết, chúng ta kết luận luôn là nhiệt độ của hệ là 0 độ C. Còn nếu tan hết thì chúng ta lại tiếp tục thêm một cái quy trình trao đổi nhiệt nữa, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như thế này. Đầu tiên là thầy giáo sẽ gọi cái M1 nhé. Gọi cái M1 là khối lượng nước đá bị tan ra. Đấy. Như vậy chúng ta phải tính cái M1 này và chúng ta phải so sánh với cái khối lượng ban đầu là 200g để chúng ta xem là nó lớn hơn hay là nó nhỏ hơn hay là nó bằng. Được chưa? Chỉ có hai trường hợp là nhỏ hơn hoặc là bằng cái này. Được chưa? Nếu mà nhỏ hơn thì tức là nước đá chưa tan hết. Kết luận luôn là nhiệt độ của hệ là 0 độ C. Được chưa? Thì ta có. Cái thứ nhất nó chính là cái phương trình cân bằng nhiệt là quy tỏa bằng với quy thu, được chưa? Quy tỏa bằng với quy thu thì chúng ta sẽ thay các cái giá trị đó vào. Quy tỏa ở đây thì sẽ là cái 400g nước, được chưa? 400g nước nhớ đổi về cho thầy là kg nha, 0,4 nhân với cả 4200 rồi nhân với cả là 25 trừ đi 0, được chưa? Thì sẽ bằng cái M1 nhân với cả 3,4 nhân 10 mũ 5, được chưa? Các bạn là tính cái này ra. Như vậy là 42.000. 42.000 mà chúng ta chia cho 3,4. Chia cho 3,4 rồi chia tiếp cho 10 mũ 5 bằng xấp xỉ bằng 0,12g các bạn ạ, xấp xỉ bằng 0,12 kg. Từ đây ta suy ra M1 sẽ xấp xỉ bằng 0,12 kg.
Xấp xỉ bằng 0,12 kg, tức là bằng 120 gram. Đấy chưa? Cái này chúng ta đánh giá đó là nó sẽ nhỏ hơn 200 gram. Tức là cục nước đá không bị tan hết và nhiệt độ của hệ khi cân bằng là 0 độ C. Đấy chưa? Như vậy là cục nước đá chưa tan hết. Đấy. Tiếp. Nhiệt độ của hệ khi cân bằng là 0 độ C. Đấy chưa? Đấy. Đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ tính tiếp với câu hỏi tiếp theo ở trong phần A, đó chính là cái tổng khối lượng nước. Tổng khối lượng nước thì chúng ta cộng cái 120g nước đá vừa tan ra cộng với cái khối lượng nước ban đầu là 400g thôi. Đấy chưa? Tổng khối lượng nước của hệ lúc này đó chính là 120 cộng với cả 400 và bằng 520 gam. Đấy. 520 gam và bằng 0,52 gam à kg, được chưa? Rồi, phần B nào. Phần B này, thầy giáo cho lui lên đây một xíu nhá. Phần B. Người ta yêu cầu này, rót thêm vào bình một lượng nước ở nhiệt độ là 25 độ C. Khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của hệ là 5 độ C. Tính khối lượng của lượng nước đã rót thêm vào bình. Được chưa? Thế thì chúng ta thấy đó là khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của hệ là 5 độ C. Tức là cục nước đá đã tan hết. Và chúng ta sẽ đi gọi cái M2 là một cái lượng nước rót thêm vào, và chúng ta sẽ lắp nó vào các cái phương trình quy tỏa và quy thu thôi. Đấy chưa? Đầu tiên chúng ta phải có một câu kết luận cho thầy trước, đó là nhiệt độ cân bằng của hệ là 5 độ C. Đấy, suy ra cục nước đá đã tan hết. Đấy, phải có một câu như này nhá các bạn nhá. Rồi, tiếp theo này, chúng ta sẽ gọi M2 này là cái lượng nước rót thêm. Rồi, bây giờ ta có cái phương trình cân bằng nhiệt thôi. Phương trình cân bằng nhiệt ở đây là cái gì ạ? Đó chính là quy tỏa vẫn bằng quy thu, được chưa? Chúng ta có quy tỏa bằng với quy thu, và bây giờ chúng ta sẽ xác định quy tỏa ở đây là cái gì, quy thu ở đây là cái gì. Như vậy quy tỏa ở đây thì vẫn là cái đại lượng cái nước rót thêm vào này, được chưa? Nước rót thêm vào. Còn quy thu ở đây chính là cái lượng nước của hệ ban đầu đấy, rồi cộng với các cái lượng nước đá chưa tan ra, đấy, vân vân. Được chưa? Tức là cái quy thu nước này thì gồm cái lượng nước 0,52 gam nước mà ở 0 độ C này, rồi là cái cục nước đá nó phải 0,08 kg, nước đá còn thừa lại này, nó sẽ từ đá nó xuống nước 0 độ C này, rồi từ nước 0 độ C đó nó lại về về nước 5 độ C nữa. Được chưa? Đấy chính là cái phần quy thu. Được chưa? Giờ ta có này, tương đương này. Bây giờ xác định cái quy tỏa là chính là cái M2 nước rót thêm, được chưa? Thì ta có là cái M2 này nhân với 4200 này, rồi nhân với lại từ 25 độ về 5 độ C này, bằng với quy thu này. Quy thu thứ nhất là cái 520 gam nước ở ở cái nhiệt độ là 0 độ C này, tức là 0,52 kg này, được chưa? Đấy, nhân với 4200, rồi nhân với cả là 5 trừ đi 0 độ C này, cộng thêm với cái lượng có lượng khối lượng nước đá còn thừa lại chính là 0,08 kg,
nhân với lại 3,4 được chưa? Nhân với 10 mũ 5 là để cho nó về cái nước 0 độ C. Được chưa? Rồi. Cộng thêm với cả là cái này sau khi nó về nước 0 độ C rồi thì lại phải từ nước 0 độ C lại nhân với 4.200 rồi nhân với cả là 5 trừ đi 0 độ C. Đấy là toàn bộ cái thu, được chưa? Thì chúng ta để ý này, đây là một cái phương trình bậc nhất một ẩn, chỉ gồm có cái một ẩn M2 này thôi. Và chúng ta dễ dàng suy ra được cái M2. Nhớ là chúng ta phải đổi về đồng nhất đơn vị là một. Cái thứ hai là tính toán thật cẩn thận thì nó sẽ ra được M2. M2 ở đây thầy giáo sẽ tính ra được đó chính là nó sẽ xấp xỉ bằng 0,47 kg. Được chưa? Xấp xỉ bằng 0,47 kg. Đấy, các bạn tính toán cái dãy này cho thầy và sau đó chúng ta chia cho cái phần này thì sẽ ra được cái M2. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang phần C. Phần C này, người ta cho toàn bộ lượng nước ở 5 độ C ở trên vào một ấm điện loại 220V gạch ngang 1200W, mắc ấm vào hiệu điện thế 220V, biết hiệu suất của ấm là 90%, tính thời gian cần thiết để đun sôi lượng nước trong ấm. Như vậy để tính được cái thời gian cần thiết để đun sôi lượng nước trong ấm thì chúng ta phải tìm được cái đầu tiên là chúng ta phải tìm được khối lượng toàn bộ ở trong ấm đã. Đấy chưa? Toàn bộ ở trong ấm. Như vậy thì trong ấm đầu tiên thì sẽ có là bao nhiêu ạ? M2 lúc nãy chúng ta tính là 0,447. Được chưa? Thế còn cục đá là 200 g, nước ban đầu là 400 g, được chưa? Như vậy sẽ có là 0,47 cộng 0,2 cộng 0,4 thì sẽ ra tổng số nước. Được chưa? Sau đó là chúng ta sẽ dựa vào cái dữ kiện 90% hiệu suất này này. Đấy, 90% hiệu suất để chúng ta tính cái nhiện lực có ích và nhiện lực toàn phần. Được chưa? Thì chúng ta sẽ tìm được cái T. Rồi. Bây giờ chúng ta để ý này. Thứ nhất là chúng ta để ý cho thầy này, cái xuất phát từ cái công thức đó là H nhé. H thì sẽ bằng là cái nhiệt lượng có ích trên nhiệt lượng toàn phần, được chưa? Đấy. Mà cái nhiệt lượng có ích thì chính là bằng M nhân C nhân với delta là T, được chưa? Còn nhiệt lượng toàn phần thì sẽ bằng là công suất nhân với cả thời gian, được chưa? Mà cái H này đây chúng ta chính mà bằng 90% này, được chưa? Như vậy cái mà chúng ta cần tính là chúng ta tính cái này, được chưa? Vậy bây giờ chúng ta phải cần tìm được cái M này. Đấy, cần tìm được cái M, được chưa? Rồi chúng ta tìm cái delta T này. Đấy. Delta T này, công suất chúng ta có rồi, 1200W, được chưa? Đấy, thì chúng ta sẽ tìm được cái thời gian T này thôi. Được chưa? Rồi với cái hướng như thế chúng ta sẽ đi làm như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải đi như thầy đã nói hướng dẫn là phải đi tính tổng cái khối lượng lượng nước có trong bình. Được chưa? Tính tổng khối lượng nước có trong bình. Hay nói khác là tính tổng cái khối lượng nước của hệ. Thì sẽ gọi là M chẳng hạn thì sẽ bằng là 0,47 nước đổ vào thêm này cộng với lại 0,2 nước đá này cộng với lại 0,4 nước ban đầu, đấy chưa? Chỗ này là 1,07 kg, đấy chưa? Rồi thế bây giờ ta có này, thứ nhất ta vận dụng công thức, thứ nhất là H, có H thì bằng Q có x trên Q toàn toàn phần, được chưa? Tương đương đấy, tương đương này 90% thì bằng 0,9, được chưa? Q có x là sẽ là bằng 1,07 này nhân với lại 4.200 này, được chưa? Nhân với cả là đun sôi nước thì sẽ là 100 trừ đi
5 này. Đấy, 100 độ C là sôi mà. Được chưa? Bên dưới thì sẽ là quy toàn phần thì sẽ bằng là công suất nhân với thời gian, tức là bằng công suất ở đây của nó là 1200W, được chưa? Nhân với T. Được chưa? Rồi. Từ đây chúng ta hoàn toàn có thể suy ra được T luôn. Này chưa? Còn đúng một ẩn T thôi. Đúng không ạ? Các bạn là tính cho thầy giáo thì T của nó sẽ bằng là 395,3 giây nhá. Đơn vị của thời gian trong cái công thức này là giây. Đó, đây chính là cái phần bài 2 câu nhiệt trong cái đề của học sinh giỏi Nam Định. Bài 3 này, bài 3 là câu điện. Đầu bài này, cho mạch như hình vẽ. Hai điểm A và B được mắc vào một hiệu điện thế không đổi là 24V. Biết RX là một biến trở. Đèn D là cái đèn loại, nó là 12V gạch ngang 8W. Điện trở R có giá trị là 9 ohm. Ampe kế có điện trở là R ampe bằng 1V, à 1 ohm. Vôn kế có điện trở rất lớn, tức là lý tưởng rồi. A nhỏ, điều chỉnh giá trị của biến trở RX là 9 ohm. Xác định số chỉ của vôn kế và ampe kế. Nhận xét về độ sáng của đèn và giải thích. B nhỏ, thay đổi giá trị của biến trở. Đồ thị biểu diễn công suất đoạn mạch MN gồm đèn và biến trở phụ thuộc vào điện trở MN như hình vẽ. Tìm các giá trị R0, P0, P1. C nhỏ, điều chỉnh giá trị của biến trở để công suất trên RX đạt cực đại. Tìm công suất cực đại trên RX và giá trị của RX khi đó. Được chưa ạ? Đây là một bài điện thầy giáo đánh giá cũng rất là hay. Bài điện này cũng rất là hay. Thì thầy giáo sẽ chia sẻ với các bạn về cái bài điện này như sau. Thứ nhất là về phần A. Phần A thì trước tiên là chúng ta cứ phải xác định cái sơ đồ mạch xem nó như thế nào. Bởi vì là bây giờ người ta cho cái RX này nó bằng 9 rồi thì coi như là cái mạch này tất cả các điện trở nó đã đều có giá trị rồi. Được chưa? RX rồi là R đèn rồi. R đèn thì dựa vào cái công thức này là chúng ta tự dựa vào cái chỉ số này là chúng ta sẽ biết được điện trở của R đèn. Được chưa? Có điện trở của R, có điện trở của Ampe. Được chưa? Như vậy là chúng ta sẽ phải xác định cái sơ đồ mạch điện lúc này. Thì nhìn vào đây thì rất đơn giản là chúng ta bỏ cái vôn kế này ra thì sẽ có là R của Ampe nối tiếp với R rồi nối tiếp với cái cụm là R đèn song song với RX thôi mà. Đấy chưa? Đấy. Thì ta có này. Sơ đồ mạch này. Là R của Ampe này nối tiếp với R này rồi nối tiếp với cái cụm là R đèn song song với cả RX. Đấy. Đấy là cái sơ đồ mạch. Thì bây giờ chúng ta phải đi tính cái các cái điện trở, cụm điện trở thành phần rồi điện trở tương đương. Đấy chưa? Rồi chúng ta sẽ suy ra được cái cường độ toàn mạch. Đấy. Từng bước như thế. Thì muốn tính được cái này chúng ta cứ tính cái R đèn đã. Chúng ta sẽ dùng công thức là P sẽ bằng là U bình chia cho R. Từ đây suy ra R đèn thì sẽ là U bình chia cho P, tức là bằng U bình của đèn chia cho B của đèn, được chưa? Và bằng 12 bình phương chia cho 8. 12 bình phương chia cho 8 thì sẽ bằng 18 ohm, được chưa? Đấy. Tiếp này. Xong rồi thì chúng ta sẽ tính được cái điện trở của toàn mạch thôi. Hay khác là R tương đương. R tương đương thì sẽ bằng là đầu tiên là R của Ampe cộng với lại cái R rồi cộng với cả là R của đèn nhân với R X trên R của đèn cộng với RX. Được chưa? Các bạn là thay số vào. R của Ampe thì chúng ta có nó là 1 cộng với R là 9 rồi cộng với lại 18 nhân với cả 9 trên 18 cộng với 9. Đấy.
Các bạn tính cái này ra thầy thì sẽ ra kết quả là bằng 16 ohm. Được chưa? Rồi. Tìm được R tương đương rồi thì chúng ta tìm cho thầy giáo luôn cái cường độ toàn mạch. Y sẽ là bằng U chia R tương đương. Và U ở đây thì chúng ta sẽ có là 24 phần 16. Được chưa? Kết quả là sẽ bằng 1,5 A. Đấy, điện trở cường độ dòng điện toàn mạch. 1,5 A. 1,5 A thì chúng ta xem là người ta yêu cầu là tính số chỉ của vôn kế và ampe kế. Đây là điện trở của ampe thì là ampe mắc nối tiếp với lại những cái này. Thì từ đây cường độ dòng điện thì cũng là cường độ của các cái điện trở thành phần, cụm điện trở thành phần. Được chưa? Một. Thì nó cũng chính là bằng điện trở của toàn mạch. Từ đây suy ra số chỉ của ampe kế là IA sẽ bằng 1,5 A. Đấy. Được chưa? Rồi. Bây giờ xem người ta hỏi cái gì, số chỉ vôn kế nữa, đúng không? À, số chỉ vôn kế lúc này thì chính là cái số chỉ cái cụm hai cái đầu này này. Được chưa? Đấy. Mà hai cái đầu này thì sẽ bằng là hiệu điện thế toàn mạch trừ đi cái hiệu điện thế ở hai đầu ampe kế thì còn lại hai cái này. Được chưa? Rồi, bây giờ ta có này. U của vôn kế thì sẽ bằng là U trừ đi U của ampe kế và sẽ bằng là 24 trừ đi 1,5 nhân với cả 1. Được chưa? 24 trừ đi 1,5 nhân với 1 thì sẽ bằng là 22,5 vôn. Được chưa? Rất đơn giản. Được chưa? Số chỉ của A vôn kế sẽ là 22,5 vôn. Rồi. Bây giờ chúng ta còn một ý nữa trong cái phần A đó là nhận xét về độ sáng của đèn. À, nhận xét về độ sáng của đèn thì chúng ta có thể nhận xét thông qua các yếu tố. Thứ nhất đó chính là cái cường độ của dòng điện đi qua cái đèn này nó có tương ứng với cường độ dòng điện định mức không? Được chưa? Hoặc là chúng ta cũng có thể so sánh đó chính là cái hiệu điện thế của đèn. Đấy, nó có tương ứng với cái hiệu điện thế định mức không? Được chưa? Đấy thì ở đây thì chúng ta nếu mà tính cường độ dòng điện của đèn thì nó sẽ phức tạp hơn, vẫn tính được. Nhưng chúng ta sẽ vận dụng là tính cái hiệu điện thế của đèn. Đấy. Tính hiệu điện thế của đèn thì bởi vì là chúng ta ở đây thì chúng ta đã có cái y của hiệu điện thế của đèn nó chính là hiệu điện thế của hai đầu MN này này. Được chưa? Đấy. Hiệu điện thế của hai đầu MN mà hiệu điện thế của hai đầu MN này thì chỉ cần bằng cường độ dòng điện IMN nhân với cả cái RMN. À, RMN thì chúng ta có ở đây rồi, được chưa? Còn cái IMN thì chính là cái y của toàn mạch thì nó sẽ đơn giản hơn là để đi tính cái cường độ dòng điện chạy qua đèn. Được chưa? Đấy thì giáo sẽ tính thầy giáo sẽ tính theo cái phương án là hiệu điện thế ở hai đầu của đèn. Rồi bây giờ ta sẽ tính cái hiệu điện thế của U đèn này. U đèn thì sẽ bằng là cái UMN này này, được chưa? U đèn chính là bằng U UMN, được chưa? Thì sẽ bằng là IMN nhân với cả là RMN. Đấy. IMN thì chính là bằng Y toàn mạch là bằng 1,5. RMN thì chính là 18 nhân với 9 trên 18 cộng cộng 9. À, chúng ta tính ra thầy giáo và kết quả của nó sẽ là bằng 9 V. Được chưa? 9 V. À, 9 V này thì chúng ta thấy là nhận xét là nó yếu hơn so với cái hiệu điện thế định mức của nó là hiệu điện thế định mức của nó là 12 V. Được chưa? Như vậy là chắc chắn là đèn sẽ yếu hơn bình bình thường. Đấy, nhỏ hơn 12 V này. Từ đây chúng ta suy ra
đèn sáng yếu hơn bình thường. Đấy, đấy là cái câu A nhá, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái câu B. Thầy giáo chỉnh cái này lên một xíu. Câu B này. Thay đổi giá trị của biến trở đồ thị biểu diễn công suất đoạn mạch MN gồm đèn và biến trở phụ thuộc vào điện trở RMN như hình vẽ. Tìm các giá trị R0, V0 và P1. Được chưa? À, để làm được cái bài này ấy, thì trước hết chúng ta sẽ phải vẫn phải lập cái biểu thức về 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 điện trở tương đương của toàn mạch. Được chưa? À, sau khi lập cái biểu thức điện trở tương đương của toàn mạch thì chúng ta sẽ suy ra được cái Y của toàn mạch. Và từ cái Y của toàn mạch đó thì chúng ta sẽ suy được nó chính là cái Y của MN. Đấy, suy Y của MN và sau đó chúng ta sẽ tính cái công suất MN dựa theo cái Y của MN. Đấy chưa? Mà Y của MN lại bằng Y của toàn mạch và chúng ta thay cái Y của toàn mạch. Đấy chính là cái mấu chốt vấn đề của bài toán là thay Y toàn mạch bằng Y MN vào. Đó, được chưa? Vậy chúng ta sẽ đi từng bước một nha. À, trước hết là chúng ta sẽ đi tính cho thầy giáo cái điện trở toàn mạch, tức là xây dựng cái biểu thức tính điện trở toàn mạch. R tương đương đấy. R tương đương thì chúng ta sẽ có chính là bằng RA cộng với là R, được chưa? Nó vẫn như lúc nãy thôi mà. Cộng với lại RMN. Được chưa? Và bằng là 1 cộng với 9 cộng với RMN thì sẽ là bằng 10 cộng với RMN. Được chưa ạ? Rồi từ đây ta sẽ suy ra được cái biểu thức biểu diễn cái Y toàn mạch của nó sẽ là bằng U chia cho R tương đương. U thì sẽ bằng là 24, R tương đương sẽ là bằng 10 cộng với lại RMN. Đó. Được chưa? Đấy, chúng ta có cái biểu thức Y toàn mạch. Và đến đây các bạn kết luận cho thầy giáo nó sẽ bằng Y của MN. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ xây dựng cái biểu thức tính công suất của cái đoạn mạch MN này. Được chưa? Thì ta có cái P của MN. P của MN thì thầy giáo sẽ xây dựng theo cái công thức đó là bằng Y bình nhân với R, tức là bằng Y bình của MN nhân với R MN. Được chưa? Mà Y bình của MN thì chính là bằng Y toàn mạch và bằng 24 trên 10 cộng với RM MN rồi nhân với này RM MN. Được chưa? À, đến đây rồi thì các bạn sẽ xin lỗi các bạn, chỗ này chúng ta phải bình phương đấy đấy. Được chưa? Đấy, bình phương đây. Đến đây rồi thì các bạn sẽ khai triển cái này ra cho thầy giáo. Được chưa? Khai triển cái này ra thầy giáo. Chỗ này khai triển thì đơn giản thôi. Chúng ta sẽ bằng là 24 bình phương. 24 bình phương thì sẽ bằng là 576. 576 nhân với RMN. Đó. Dưới mẫu thì ta để là 10 cộng với lại RMN tất cả bình phương. Được chưa? Đấy, R cộng MN tất cả bình phương. À, 10 cộng RMN tất cả bình phương. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ứng này. Với cái R bằng 20 thì ta sẽ tính được cái P1. Được chưa? Nhìn chưa? Đầu tiên là R bằng 20 này. Thì nó sẽ ứng với là công suất P1. Được chưa? Bây giờ ta sẽ có là với RMN bằng 20. Đấy. Thì ta suy ra cái PMN chúng ta thay vào thôi. Sẽ là 576 nhân với 20 rồi. 10 cộng với 20 thì là bằng 30 bình phương. Được chưa? À, chúng ta tính cái này ra cho thầy giáo. Tính cái này ra thầy giáo. Nó sẽ bằng là
12 phẩy tám đơn vị là watt, được chưa? Rồi bây giờ với R MN bằng R0 thì cái công suất của cái đoạn mạch MN này sẽ là bằng B0 và đạt đạt giá trị cực đại, được chưa? Vậy thì liên quan đến cái giá trị cực đại thì chúng ta lại có cái phương pháp giải rồi, được chưa? Chúng ta đã có cái phương pháp giải rồi. Thì bây giờ với cái công suất cực đại thì chúng ta phải khai triển cái này ra, rồi chúng ta triệt tiêu cái RMN với nhau và chúng ta đánh giá mẫu. Đánh giá mẫu đấy, đánh giá mẫu bằng cho bằng min để cho cái công suất này nó đạt cực đại, thì lúc đó chúng ta sẽ tìm được cái RMN này bằng bao nhiêu và cũng chính là giá trị của R0. Rồi từ đó ta thay vào thì sẽ tìm được cái P0, cũng chính là cái P P max đấy, được chưa? Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính tiếp, đó chính là khi RMN này này mà bằng với R0 ấy, được chưa? RMN thì khi mà thông tin chúng ta sẽ suy ra được là cái PMN này sẽ đạt đạt max, tức là đạt giá trị lớn nhất, được chưa? Và cũng chính là bằng cái P P0, thì tí nữa ta tính được cái P max này xong thì chúng ta sẽ kết luận nó chính bằng P P0 luôn, được chưa? Rồi thì bây giờ ta sẽ phân tích cái BMN này ra, được chưa? Đấy, thì sẽ bằng là 576 nhân với RMN chia cho 10 bình phương là chúng ta là bằng 100 này. Chúng ta khai triển cái biểu thức hằng thức ra cộng với cả là 20 RMN rồi cộng với cả RMN bình phương. Đấy, chúng ta triệt tiêu cả từ cả mẫu cho RMN đi thì sẽ bằng là 576 trên 100 phần RMN cộng với lại 20 rồi cộng với lại RMN. Được chưa? À, thì bây giờ chúng ta sẽ đánh giá cái mẫu này. Cái P này đặt max khi mà cái mẫu này đặt đặt min, được chưa? Và cái mẫu này đặt min khi và chỉ khi đó là bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái bước nữa, đó là 576. Chúng ta đưa cái này về một cái hằng đẳng thức, đó chính là 10 căn bậc 2 của RMN cộng với cả là căn bậc 2 của RMN. Tất cả bình phương, được chưa? Đấy, các bạn đưa cái này về hằng đẳng thức tất cả bình phương thì nó sẽ ra cái này. Và bây giờ cái này đạt min nhá, cái mẫu này đạt min khi và chỉ khi là cái 10 trên cái RMN này bằng với căn RMN này bằng với 10 trên căn RMN bằng với căn của RMN, được chưa? Đó. Như vậy là chúng ta có này, BMN đạt max, đạt B max khi và chỉ khi, đấy, khi và chỉ khi cái mẫu này đạt đạt min, tức là hai cái hạng tử bên trong ngoặc này phải bằng nhau, tức là 10 trên căn bậc 2 của RMN bằng với căn bậc 2 của RMN. Từ đây ta suy ra được cái RMN của chúng ta sẽ bằng bằng 10 ohm. Rất đơn giản, được chưa? Và đây cũng chính là bằng R0 trong bài toán, được chưa? Rồi, với R0 bằng 10 nhá. Với R0 bằng 10 thì chúng ta thay vào nhá. Chúng ta thay vào lúc này thì sẽ có P0 thôi, rất đơn giản. Đầu tiên là P max nhé, thay vào chúng ta tính P max.
À, chúng ta thay vào đây này, 10 này, 10 này, được chưa? Rồi tất cả bình lên lấy cái này chia ra thì sẽ ra được cái kết quả ở đây sẽ là bằng 14,4W. Và chúng ta kết luận nó chính là cái P0. Như vậy là chúng ta đã tìm được cái R0 này, tìm được cái P0 này. Rồi, tìm được cái gì nữa? Đầu bài toán yêu cầu là cái P1. P1 của chúng ta đâu rồi nhỉ? Đây. Chỗ này là chúng ta đánh giá cho thầy giáo là bằng bằng B1, được chưa? Đấy, chúng ta đã tìm được cái P B1. Rồi, đấy là cái câu số 3. Ôi, còn phần C à? Còn phần C. Rồi, thầy giáo sẽ hướng dẫn các bạn làm nó phần C. Cứ tưởng hết rồi. Phần C này. Phần C. Điều chỉnh giá trị của biến trở để công suất trên Rx đạt cực đại. Tìm công suất cực đại trên Rx và giá trị cực đại của Rx khi đó. Đấy chưa? Thế thì bây giờ muốn tính được cái công suất cực đại của Rx thì chúng ta để ý này. Cái Rx này nó đang nằm trong một cái đoạn mạch gồm hai điện trở song song với nhau. Đấy chưa? Thì thầy đã có một cái video đó là với một cái biến trở nó nằm ở trong cái đoạn mạch mắc nối tiếp và một biến trở nó nằm trong cái đoạn mạch mắc song song thì chúng ta ưu tiên dùng các công thức như thế nào để cho nó thuận lợi, đấy chưa? Với cái nối tiếp ấy, với cái nối tiếp thì chúng ta nên dùng cái công thức đó là P bằng Y bình phương nhân với R. Còn với cái đoạn mạch mà mắc song song thì chúng ta nên ưu tiên dùng công thức đó là B bằng U bình chia cho R. Đấy chưa? Vậy thì cái bài này chúng ta thấy cái Rx nó đang nằm trong một cái đoạn mạch mắc song song gồm Rx song song với R đèn thì chúng ta nên dùng cái công thức đó là B bình và B bằng U bình chia cho R để chúng ta biến đổi cho nó dễ. Đấy chưa? Rồi thế thì muốn tính được, muốn xây dựng được cái biểu thức B bình bằng U bình chia R đối với cái điện trở RX này thì đầu tiên chúng ta vẫn phải tính cho thầy giáo cái biểu thức của R toàn mạch rồi chúng ta suy ra cái Y toàn mạch. Đấy chưa? Đấy, suy ra Y toàn mạch rồi chúng ta sẽ suy ra cái U của cái MN này này. Được chưa? Mà UMN là chính bằng UX đấy thì khi ta thế cái UMN bằng UX vào đấy thì nó sẽ ra vấn đề của bài toán ngay. Được chưa? Rồi từng bước nào. R toàn mạch tức là R tương đương đấy. Được chưa? R tương đương thì vẫn như lúc nãy thôi. Thì chúng ta sẽ có là RA này cộng với R này rồi cộng với cả RMN. Được chưa? Và sẽ bằng là 1 cộng với 9 là 10. Đúng không ạ? 10. 10 cộng với lại 10 cộng với lại 18 nhân với cả là RX trên 18 cộng với RX. Được chưa? À, chúng ta thu gọn luôn vào cho thầy giáo thế nào. 180. 180 này. 20 10 cộng với 18 là 28, như vậy sẽ là 180 cộng với 28 RX trên 18 cộng với RX, được chưa? Đấy, đây chính là cái biểu thức của R tương đương. À, có cái biểu thức của R tương đương này thì chúng ta sẽ suy ra cái Y toàn mạch cho thầy giáo nhé. Y toàn mạch thì sẽ bằng U chia cho R tương đương này. Và sẽ bằng là U của chúng ta là bằng 24. Được chưa? 24 mà chia cho cái R tương đương này chúng ta nghịch đảo lên thì sẽ là bằng 24 nhân với mẫu của nó là 18 cộng với RX trên 180 cộng với 28 RX. Đấy chưa?
À, và cái này chúng ta đã ta đánh giá luôn cho thầy giáo sẽ bằng y IMN được chưa? Cụm này này nối tiếp với cái R nối tiếp với ampe thì sẽ y của cái cụm này sẽ bằng y toàn mạch. Tiếp tục này. À, bằng IMN rồi thì chúng ta sẽ tính được cái UMN được chưa? Tính cho thầy giáo cái UMN. UMN thì sẽ bằng là IMN nhân với cả RMN. Đấy chưa? À, IMN thì chính là bằng y toàn mạch. Đúng không ạ? À, IMN thì chính là bằng y toàn mạch thì sẽ là bằng 24 nhân với 18 cộng với RX trên 180 cộng với lại 28RX là IMN này nhân với cái RMN. Nhân RMN tức là 18RX trên 18 cộng RX thì chúng ta thấy triệt tiêu được cái 18 cộng RX với nhau này. Được chưa? Đấy, triệt tiêu được nó đi thì chúng ta nhân hai cái này vào thì sẽ là bằng 432RX. Đấy, bên dưới là còn 180 cộng với lại 28RX. Đây chính là UMN. Được chưa? Đây chính là UMN nha. Và tí nữa chúng ta tính cái U đèn ấy, thì cũng chính là cái UMN là cái này này. Chúng ta thay cái này vào cái U đèn của A. Chính là thay bằng cái UX như này. U của RX như này. Được chưa? Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có này. Cái công suất trên cái điện trở RX thì thầy giáo có thể gọi là PX thì sẽ chính là bằng U bình của cái RX gọi là UX. Được chưa? Chia cho cái RX. Đấy, bây giờ cái U bình này thì vấn đề chúng ta thay cái cụm UMN này vào, được chưa? Thì sẽ chính là bằng UMN tất cả bình trên RX. Đó, bây giờ thay vào nào. Sẽ chính là 432 nhân với RX trên 180 cộng với lại 28RX tất cả bình. Được chưa? Đấy. Tất cả bình. Rồi chia cho cái RX này. Chia cho cái RX thì tức là nhân với lại 1 trên RX. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ khai triển cái này ra. Bình phương cái này ra nhá. Khai triển cái này ra. Để thầy giáo bỏ nguyên đây một chút. Bằng này. Cái này thì là 432 186624 à. Sẽ là bằng 18 6624 RX bình phương. RX bình phương thì rút gọn với cái RX đi thì chỉ còn RX thôi, được chưa? Đấy, chúng ta triệt tiêu đi. Dưới mẫu là cái này bình này. Cái này bình thì chúng ta sẽ đánh giá cho thầy giáo như này này. Bình phương nên ta khai triển ra cho thầy giáo luôn nhá. 180 bình phương ba hai bốn trăm đấy, 32400 à, cộng với lại hai cái này tức là 56 RX rồi cộng với lại hai cái này chứ 252 nhân với rồi là nhân với 180 chứ như vậy là 56 nhân 180 10.080. Đấy nhá, chỗ này là bằng 10.080. 10.000 nhá. RX. Đấy. Sau đó là cộng với 28 RX tất cả bình. Thì thầy giáo tính 28 bình phương sẽ là bằng 784 cộng với lại 784 RX bình. Đấy.
Sau đó chúng ta tiếp tục chúng ta khai triển cho thầy giáo này. Khai triển thầy giáo bằng cách là chia cả tử cả mẫu cho rx thì bên trên tử sẽ bằng 186624. Đấy chưa? Dưới mẫu sẽ còn là 32.400 phần rx đúng không? Cộng với lại cái này chia hết cho rx chỉ còn mỗi là 10.080. Đấy. 10.080. Rồi cộng với lại 784 RX bình chia cho RX thì còn RX. Được chưa? Bây giờ chúng ta đánh giá này. Cái công suất trên cái RX này tức là BX đạt cực đại khi và cái mẫu này nó đạt cực tiểu. Được chưa? Vậy thì cái mẫu này đạt cực tiểu chúng ta sẽ đánh giá hai cái số 32.400 trên RX cộng với lại 784 trên RX. Được chưa? Đánh hai cái số này chúng ta dùng Cauchy. Được chưa? Đấy, áp dụng Cauchy này. Áp dụng Cauchy thì ta có là 32.400. Được chưa? Trên RX cộng với cả là 784 RX. Đấy, sẽ luôn luôn như nào ạ? Luôn lớn hơn hoặc bằng đó là hai lần cái căn bậc 2 của 32.400 nhân với 784 RX. Đấy. Trung bình cộng thì luôn lớn hơn hoặc bằng trung bình nhân. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ lấy cái giá trị đã để cho nó đạt nhỏ nhất thì tức là nó phải xảy ra dấu bằng. Được chưa? Bây giờ chúng ta triệt tiêu đi. Như vậy cái giá trị nhỏ nhất của nó sẽ là bằng căn bậc 2 của từ đây ta suy ra cái min, ta suy ra cái min của cái tổng là 32.400 này thấy chưa, min của cái này sẽ bằng 2 nhân với cả căn bậc 2 của 32.400 nhân với 784. Được chưa? Chúng ta thay min và chúng ta thay cái giá trị min này vào trong cái chỗ này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ tính ra được cái công suất cực đại của nó. Từ đây ta suy ra cái Px max nhá. Px max của chúng ta sẽ bằng 186624 trên cái số đầu cộng với số cuối thì có giá trị nhỏ nhất là cái này này, được chưa? 2 nhân với căn bậc 2 của 32.400 nhân với 784. Đấy. Rồi, cộng thêm với lại cái 10.080. Được chưa? 186624 chia cho 20.160. Sấp xỉ bằng 9,26W. Được chưa? Chỗ này chúng ta lấy sấp xỉ này. Sấp xỉ 9,26. Đơn vị nào watt. Bây giờ chúng ta sẽ lập luận để chúng ta tính RX này. Thứ nhất là cái min này này nó chỉ xảy ra, được chưa? Đấy, nó chỉ xảy ra tức là dấu bằng xảy ra. Đây, chúng ta cứ ghi rõ này. Cái dấu dấu bằng này, này. Đấy, xảy ra khi là hai cái này nó bằng nhau, được chưa? Tức là 32.400 trên RX thì sẽ bằng 784 RX, được chưa? Để từ đây ta suy ra cái RX bình, được chưa? Sẽ bằng 32.400 phần 784. Từ đây suy ra RX sẽ bằng căn bậc 2 của 32.400 trên 784. Được chưa? 32.400 chia cho 784 thì chúng ta tính ra thì nó sẽ sấp xỉ bằng 6,4
Đó. Rồi, đây chính là cái câu phần điện nha. Xem cái câu nào. Ôi, còn câu 4. Câu 4 với câu 5 mà bây giờ video đã 1 tiếng rồi. Thôi câu 4 với câu 5 thì để trong video khác thầy giáo sẽ chữa cho các bạn nha. Bây giờ nó video nó được gần 1 tiếng rồi, thầy giáo sợ suốt video nó lâu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cái câu 5 này thì tạm thời thì thầy giáo chưa nghĩ ra. Câu 4 thì nhìn có thể làm được nhưng câu 5 này thầy giáo chưa nghĩ ra. Các bạn nào có cái phương án làm câu 5 này thì comment cho thầy giáo với nhé, để thầy giáo sẽ suy nghĩ.